Shop app Free Fire Liên Quân, nick Liên Quân 247.com, cơ hội nhận ngay app VIP chỉ với 50k. Bây giờ chắc là cầm dao mà phay cho nó thôi. Phay này. Ok ok, đã có được EMP nha. Người đâu, người đâu? Người đâu vậy? À. Ủa, hình như là nó vừa lượn ra phía này. Đậu xanh mà chạy em ơi. Đúng rồi, mày chạy đi. Ok các bạn ơi, như vậy thì kẻo đã có cho mình được mạng thứ hai ở trong cái ván đấu này rồi nhá. Tưởng mấy bạn chơi kiểu gì cũng bình thường thôi à. À, tiếng chân. À, tiếng chân này em ơi, tiếng chân này. Tiếng chân này. Tiếng chân này nha em. Mày chạy đi em ơi. Ui. Mày chạy đi em ơi. Các bạn chơi gắt quá nhỉ. Làm kẹo sợ đấy nhá. Đùa chứ không. Sấy tôi như này tôi sao chơi nổi. Còn mọc đã nha anh em. Ok ok. Anh em công nhận là thấy gắt chưa? Gắt thật đấy, không gắt đùa đâu. Đây, và kẹo vừa trang bị được một cái báng súng level 1 và súng nha anh em. Và lên nào. Kẹo sẽ lên phía trên. Ok. Xem, thăm dò xem là bo tiếp theo sẽ thu tại đâu nhá. Cầu cho anh em ơi. Xíu nữa để kẹo loot đồ xong khu này cái đã, thì chúng ta sẽ quay trở lại khu vực cổng trời nha. À đây. Úi dồi ôi. Anh em cầm lâu ra phải gọi là sấy thôi rồi các bạn ơi. Cầm AK sấy cũng khá là chuẩn luôn nha. Đây đây. Đấy, úi dồi ôi. AK mà anh em bật ống ngắm lên, anh em thấy sấy chuẩn chưa? Ngon, nói chung là như vậy mới lâu ra này chơi tuyệt vời anh em ơi. Không có gì để chê cả. Mỗi tội là nhân vật Laura của kẹo hiện tại thì kẹo đang nghèo quá nên là chưa có mở mấy cái khe kỹ năng kia để add thêm kỹ năng cho nhân vật Laura nhá. Đây mọi người ơi, cuốn đây máu cái đã. Cuốn đây máu để chơi game cho nó tự tin hơn mà. Đây rồi, ra ngoài và lượm xác nó con nào anh em. Ồ, xác nó cũng chỉ có là M60 với lại UMP thì hai khẩu súng này chơi hơi chán. Nên là thôi, súng của mình chơi còn ngon hơn nhiều mà. Đây cổ xe này anh em. Lấy xe và chạy lên cổng trời thôi chứ ngại gì hả các bạn ơi. Let's go. Chuẩn bị chạy thôi nào anh em. Mình sẽ rẽ và lượn lờ lên phía cổng trời coi. À trời ơi trời ơi. Từ từ cái đã anh em. Từ từ cái đã nhá anh em. Đây let's go. Và chạy thẳng lên phía 75 độ rồi nha. Anh ơi, mới dùng PC thì cần những gì à? Thì em sẽ cần chuột bàn phím này đấy, màn hình nữa và cái cây PC nữa em ơi. Chứ còn là cần những gì là là sao hả em? Anh đều có hiểu em đâu. Không có hiểu là cái lên là comment gì nữa cơ anh em. Ok mọi người. Ơ là còn lại 24 đứa cả. Ok, kẹo sẽ cùng anh em đi tìm 24 đứa còn lại nhá. À, từ từ các bạn ơi, từ từ nhá. Chạy qua mấy khu này con nào. Quan trọng là kiếm người thôi, bởi vì là đủ súng rồi, đủ đạn rồi. À, phía trên. Vứt luôn xe anh em ơi. Tôi tiếc gì con xe. Vứt luôn xe nhé. Úi trời ơi, Laura này. Laura một sấy này. Trời ơi, anh em thấy chưa? Anh em mua nhân vật Laura này sấy cầm AK sấy gắt lắm anh em ạ. Đấy sấy phải gọi là hạ gục kẻ địch nó khá là dễ dàng anh em ơi. Thôi lúc nãy là lỡ vứt mất con xe, bây giờ là kẹo sẽ xuống và lượm xe thôi. À thằng nào chạy vậy, chạy nhanh vậy. Ui chạy nhanh vậy. Ui chạy nhanh vậy. Dựng bóng kẹo có vẻ là nhanh đấy nhỉ em ơi. Đậu xanh này. Dựng bóng cao à? Ok. Chơi rồi nhá. Dựng bóng cao này. Ui. Từ từ bạn ơi, từ bạn ơi. Đừng. Mình sợ bạn ơi. Từ từ nhá bạn ơi. Mình sợ nhá. Mình quần máu cái đã làm gì mà căng hả bạn? Ok, bạn chạy à? Đứng đấy à? Đứng đấy à? Ủa bên cạnh mình anh em ơi. Kẹo nghe thì tiếng chân đâu đấy.
Chắc chắn là có đứa cạnh mình nha anh em. Vừa nghe thêm một cái tiếng chân nó khá là gần này. À đây rồi. Ui 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 ui, gì vậy? Bạn ơi, từ từ bạn ơi, đừng. Đừng làm căng thẳng vậy chứ bạn ơi. Ui, hai đứa về xử nhau nhá. Thế này thì ghê rồi. Thế này nó ghê quá nhỉ. Thế này gọi ghê quá nhỉ anh em. Ui ui. Đừng bạn ơi. Ui, khó khăn quá mà anh em. Khúc này không hiểu sao đâu người như vậy anh em ơi. Gắt thật. Hên là kẹo vẫn đang còn xấu nha anh em. Đậu xanh. Ui, từ chân. What the hell? What the hell nữa hả? Nữa hả? Đậu xanh này. Các bạn chưa cắt vậy. Ui, đông vậy. Lại nữa này anh em ơi. Đông người vậy anh em ơi. Ok nhá. What the hell, bây giờ là kẹo hết máu rồi nha em ơi. Tranh thủ ngồi phía dưới nha. Ok. Ngồi đây còn máu cái đã. Khổ mấy ông xấy tôi ghê quá, tôi sợ đấy. Tôi sợ các ông quá rồi đấy. Gắt thật anh em ơi. Dựng máu kẹo cái đã này. Mình muốn lướt một ít đồ anh em ơi. Khổ mấy ông này chơi ghê thật. Trận này phải gọi là best căng thẳng rồi nha em ơi. CK này. Ok nữa này. Đậu xe này. Ui, đậu xe này nha em ơi. Nó chạy ngay phía trên rồi nha em ơi. Ngồi tạm đây tranh thủ lướt đồ nha. Ok. Bây giờ là kẹo hết bom keo rồi. Lút đồ hơi bị khó nhá. Tôi kẹo anh em ơi, lút liều luôn nhỉ. Gai mình vào đây này. Gai hai quả mình luôn nha. Mấy ông này chơi gắt quá anh em ơi. Đến kẹo cũng đang còn sợ nhá. Bom keo này anh em. Ok, chào này. Rồi nha các bạn ơi. Xem tranh thủ là rút máu đây. Ok. Từ từ anh em ơi. Lên lút nốt cái ông ngắm cái đã. Nguy hiểm thật. Đây anh em ơi, vào nhà cái đã. Trời ơi mấy ông này. Mấy ông ấy xấy ghê thật, làm kẹo cũng sợ nha. 8 kill rồi anh em ơi, gắt thật. Đang đẩy 200 máu rồi anh em. Đây, kẹo sẽ qua phía căn nhà này. Ồ đây à? What the hell đây à? Ok, ui. Ok. Một bạn nữa lại tính chơi kẹo nhá. Ủa ơi, mấy bạn như kiểu là đá lai sĩ kẹo vậy. Gắt thế. Thật đấy, cậu chơi tôi như này tôi cảm thấy là gắt lắm. Gắt quá anh em. Đây xem thằng này có bông keo không nhỉ. Ra mới này. Mưa mới các kiểu này. Nó không có bông keo cơ nên là đánh thôi vậy. Cái trang bị nào mà thừa thì kẹo sẽ vứt đi luôn nhá. Gài một mình vào đây này. Đây con rồi anh em. Thính này là thính gì vậy, FVD à? Hơi chán nhỉ mọi người. Lên nào. Kẹo sẽ lên phía cổng chờ này và xem nhá. Wow. Quan trọng là phải thấy người cơ các bạn ơi. À đây rồi. Kẹo vừa thấy một đứa chạy ngay chỗ này thì phải này. À đây rồi. Tức là mình nhầm cơ. Ui, tưởng là mình nhầm cơ. Xanh mộ luôn nhà em và kẹo đã có cho mình được mạng thứ 10 rồi nhá. Anh bị chơi hội đồng rồi. Đúng rồi em ơi. Thấy căng thẳng quá mà em. Anh xem anh lượm một ít bom keo thôi. Phải lượm bom keo nha em ơi. Phải lượm bom keo mới sống được nha. Không bọn này nó chơi căng quá. Thế này anh em. Phía trên này. Ủa các bạn đâu vậy? Chắc là mình đứng tạm đây. Ok. Cứ kèo. Anh em thấy bọn này chưa? Bắt đầu. Thế còn một đứa ngay phía trên nữa nhá. À đây rồi. Sau xe.
Anh em ơi, anh em nghe thấy tiếng chân của nó chưa? Mình có 4 quả liệu này anh em. Gắt như này sao chơi hả các bạn ơi? Nó lại gắt quá mà anh em. Động sai làm gì vậy? À mà định chơi anh à? Thằng này hai đứa. Là mình tốn mấy quả lựu nãy giờ anh em ơi. Ok. Vậy là còn lại 5 người chơi nữa ở trong cái ván đấu này nhá. Chúc anh top 1 hả? Ok, cảm ơn em nhiều nha. Lên trên này và kẹo sẽ xem là loot thêm tí máu nha anh em. Ui bông cao này. Trên này thì khá là nhiều bông cao nha anh em ơi. Có thêm 2 quả này anh em. Cái này cũng ổn rồi. Đây đây mọi người. Xe này còn khá là mới nhá. Đó, chạy con xe này đi săn mạng là hợp lý rồi nha. Còn 5 đứa nữa ở trong cái ván đấu này. Ok. Hình như là con xe này nó còn mới hơn này anh em. Đây, con xe này mới 100% luôn, lái xe đi săn mạng mới là chuẩn này. Wow. Cùng kẹo đi săn mạng nào anh em ơi. 5 mạng nữa mà thôi. Ok anh em. Chưa thấy người đâu ấy. Còn 5 đứa nữa thôi mà đây. Bây giờ là kẹo lấy xe và đi chăn mấy cái đứa còn lại nhá. Lấy xe đi săn mấy đứa còn lại thôi nha anh em ơi. À, còn lại có 4 đứa này. Càng ít người thì càng dễ chiến nha. Đây à? Cái quá tử heo. Cái quá tử heo. Làm gì vậy? Làm gì ở đây vậy? Ok anh em. Khá là dễ thì kẹo đã có được mạng thứ 13 này. Bây giờ còn lại 3 đứa nữa nha. Đây đây. Cố gắng kiếm thêm trận top 1 nữa nhỉ anh em. Làm quạt kia đang đứng rút đồ nên là kẹo kêu nó dễ lắm. Anh em ơi chạy cẩn thận này, không là mất xe bây giờ. À, xe này thì vẫn gỡ bình thường nhá anh em. Xíu nữa là mất xe rồi đấy anh em ơi. Để kẹo cố gắng gỡ xe ra ngoài cái anh em ơi. À cái đậu xanh thằng nào đu dây vậy? Đu dây à? Mày đu dây với anh à? Ok em ơi, đây rồi. Đây rồi anh em ơi, à nó ngay bên này này. Ok anh em. Làm gì nhau? Ok anh em ơi. Đây để kẹo quần máu cái đã nha các bạn ơi. Uầy, càng đến boss cuối thì càng gắt rồi anh em ạ. Anh em là đã thấy căng thẳng chưa? Quá là căng thẳng rồi nhá. Bom cao lựu đạn thì vô cùng nhiều luôn nha mọi người. Mình đang còn 6 túi máu, à đâu, 9 túi máu rồi nha anh em. Let's go. Uầy, bo thu xuống phía dưới cả. Như này thì nó lại càng quát rồi anh em ơi. À đậu xanh. Uầy đậu xanh. Bạn ơi đừng. Để mình còn máu cái đã. Nó chỗ nào đấy nhỉ anh em? Hiện tại thì kẹo đang ở trong bo. Nên là kẹo không lo lắm nha mọi người. À đây rồi. Đây rồi. Uầy đây rồi. Uầy. Ghê vậy. Kinh anh em ơi. Hình như là nó chơi FVD đấy. FVD công nhận là bắn thầm máu vãi trưởng anh em ơi. Thôi xong. Đậu xanh. Các bạn chơi gắt vậy ai chơi? Ok anh em. Một đứa ngay có cây hướng với kem nha. Thế còn một đứa nữa. Một đứa nữa có lẽ là đang ở trên anh em ơi. Wow. Ghê à nha mọi người. À nó chạy này. Ui dựng bóng cao nhanh. Đấy phải nhanh như vậy anh em ơi.
Còn là xíu là kẹo đai rồi nhá. Làm gì vậy hả em? Một đứa nữa kẹo nghĩ là nó ở ngay phía trên đấy. Đây anh em ơi, từ từ. Làm gì mà căng này. Trời ơi. Làm gì mà căng này. Kẹo xuống phía dưới trước nha anh em. Kìa kìa. Chạy xuống 20. Ui, chạy xuống 20. Xé nhau đi các bạn ơi. Ôi các bạn không xé nhau cả. Thật không xé nhau cả. Ok. Một thằng nữa anh em ơi. Thằng cuối ngay kia. Đây rồi, đây rồi. Đây rồi anh em ơi, đây rồi anh em ơi. Ui đây rồi. Ok nhân giống nhá. Trời ơi ăn mừng nào anh em. Ui trời ơi ăn mừng nào. Tuyệt vời. Anh em thì ghê chưa, ghê chưa. Lại thêm một nữa rồi. Quẩy nào nha em. Ok mọi người, như vậy là trong cái ván đấu này thì kẹo đã có được 16 kill với nhân vật mới Laura nha anh em. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.